toàn thể các cháu FA đi làm ăn xa về nghe thông báo. Đúng 8 giờ sáng ngày mai, đề nghị tất cả các cháu FA đi làm ăn xa tập trung ra nhà văn hóa để tiến hành phát người yêu. Bác xin nhắc lại, đúng 8 giờ sáng ngày mai, tất cả các cháu FA đi làm ăn xa về tập trung ra nhà văn hóa thôn để tiến hành phát người yêu. Khi đi, ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, tự tin quen cá tính. Alo, alo và alo. Đúng 8 giờ sáng ngày mai, đề nghị tất cả các cháu FA đi làm ăn xa, tập trung ra nhà văn hóa để tiến hành phát triển.